Hello, hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một trái tim như thế này. Để móc một trái tim như thế này, các bạn cần nguyên liệu và dụng cụ như sau. Đầu tiên là một cây kim móc có kích thước độ dày của nó là 2,25mm. Tiếp tục, nó là một cây kéo để cắt. Và một nguyên liệu quan trọng không thể thiếu đó là chỉ. Mình sử dụng chỉ cô tông Việt Nam sợi 1mm. Và mình chạm đôi nó lại. Đây. Và cuối cùng là một cây kim để khâu phần chỉ thừa. Kim. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc nha. Go go. Bước đầu là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình, kéo chỉ qua, sau đó thì móc lên 4 mũi móc xích, 1, 2, 3, 4, sau đó đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo chỉ qua móc cho mình 1 mũi dời. Như vậy là các bạn sẽ được một lỗ đầu tiên như thế này. Tiếp tục, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2, 3, sau đó đâm vào lỗ này, tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc kép, 1, mũi móc kép thứ 2. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1, 2. Tiếp tục sẽ móc 3 mũi móc kép liên tục. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép liên tục, các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Tiếp tục đâm vào lỗ móc tiếp 3 mũi móc kép liên tục. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép liên tục thì các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa. Tiếp tục đâm qua lỗ. Móc 3 mũi móc kép liên tục cuối cùng. Sau khi có được 4 cánh hoa như thế này, các bạn sẽ vòng chỉ qua kim, đâm vào chân móc thứ 3. Của 3 mũi móc xích đầu tiên á, là các bạn đâm vào mũi móc xích thứ 3, kéo chỉ qua móc cho mình 1 mũi kép. Sau khi móc xong mũi kép, các bạn sẽ đâm vào lỗ dưới, kéo chỉ lên móc cho mình 1 mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích cho vòng thứ 2. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép liên tục. Sau khi móc xong 2 mũi móc kép, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó đâm vào phần lỗ, tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc kép cùng một lỗ này luôn. Tiếp tục đến cánh thứ 2. Đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó đâm vào lỗ kế bên, móc 3 mũi móc kép cùng một lỗ liên tục cho mình. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép cùng một lỗ, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó lại tiếp tục móc 3 mũi móc kép cùng một lỗ khi nãy luôn. Các bạn đã được phần cánh thứ 2. Tiếp tục sang phần cánh thứ 3, các bạn cũng lặp lại các bước của phần cánh thứ 2. Đầu tiên là móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó đâm vào lỗ kế bên, móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một lỗ. Sau khi móc xong 3 mũi móc kép cùng một lỗ, các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích.
tiếp tục lại móc 3 mũi móc kép cùng một lỗ khi nãy luôn. Đến cánh thứ tư thì các bạn cũng làm tương tự như cánh thứ hai và cánh thứ ba. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc hết. Sau khi móc xong vòng thứ hai, đến mũi cuối cùng các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó đâm vào chân móc thứ ba của 3 mũi móc xích đầu tiên, kéo chỉ qua móc cho mình một mũi dời. Để tiếp tục móc vòng thứ ba, các bạn đầu tiên là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó đâm vào chân móc tiếp theo, chân móc kế bên móc cho mình một mũi đơn, tiếp tục móc mũi đơn thứ hai. Ở phần lỗ này mình sẽ móc 2 mũi đơn cùng một lỗ. Tiếp tục qua phần 3 chân móc của 3 mũi móc kép thì các bạn cũng sẽ móc 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Tiếp tục vào phần lỗ thì các bạn đâm vào móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục ở phần 3 chân móc thì các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Ở phần lỗ này thì các bạn sẽ đâm vào móc lên cho mình một mũi đơn. Xong mũi đơn, các bạn lại quấn 2 vòng chỉ cho mình, đâm vào lỗ kế bên, bạn sẽ kéo chỉ qua. Đây gọi là mũi kép đôi. Các bạn sẽ móc liên tục 12 mũi kép đôi trong cùng một lỗ như thế này. Mình đã có được 4 mũi rồi. 5 6 7 8 9 10 10 11 12 Sau khi móc xong 12 mũi kép đôi thì các bạn sẽ đâm vào lỗ kế bên móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục ở lỗ kế bên này các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình 12 mũi móc kép đôi liên tục như là phía bên kia. Sau khi móc xong 12 mũi móc kép đôi thì các bạn sẽ đâm vào lỗ kế bên móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp tục, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn trên 3 chân móc kép còn lại. Tiếp tục móc thêm một mũi đơn nữa. Cuối cùng các bạn sẽ đâm vào chân móc này, kéo chỉ qua móc cho mình một mũi dời. Sau đó thì móc lên một mũi móc xích, kéo chỉ ra một đoạn và dùng kéo cắt đi đoạn chỉ thừa. Chúng ta sẽ dùng kéo cắt đi đoạn chỉ thừa, kéo chỉ lại cho chặt. Sau đó các bạn sẽ dùng kim khâu lại phần chỉ thừa này.